Xin chào cả nhà. Hôm nay Trúc có một cái mẹo nhỏ về cách là đeo khẩu trang không bị đau tai nha. Nên Trúc lên đây và chia sẻ với mọi người. Vì dạo này thì chúng ta phải sử dụng thường xuyên khẩu trang và trong khoảng thời gian dài thì rất là đau tai phải không ạ? Nên là Trúc biết được cái mẹo này nên là Trúc hôm nay Trúc lên mời mọi người tham khảo nha. Đây là cái dây sách của các cái loại hộp, cái hộp cỡ to là thường nó có đó các bạn, cái dây này nè. Đấy, cái này là cái dây của hộp cà phê này nè. Đó, Trúc có ba dây này thì cho ba chị em Trúc. Và đây cái hộp này nhỏ nó cũng có nè. Các bạn tìm trong những cái hộp này là nó sẽ có những cái dây này. Đấy. Cái hộp này, cái dây này nó mềm hơn này các bạn. Mềm hơn cái dây hộp cà phê. Hộp cà phê nó cái dây nó cứng. Mềm thì chắc là Trúc nghĩ là nó sẽ dễ chịu hơn cho chúng ta. Rồi, bây giờ cách sử dụng như thế nào nha. Đây, chúng ta sẽ mở máng một đầu. Bình thường thì chúng ta đeo trực tiếp vô sẽ đau tay, thì bây giờ chúng ta sẽ kết hợp cái dây này máng một đầu vào đây. Dạ, đây, okay, rồi chúng ta đeo vào. Và cái này, chúng ta sẽ đeo qua phía sau, lòn qua phía sau và máng một đầu còn lại vào cái dây luôn. Đó, nó rất là ôm sát cái mặt mình nè và không hề đụng vào cái lỗ tai mình nên là không có hề đau nha. Đây, phía sau của Trúc đó, nó rất là dễ chịu luôn. Chúng ta có thể sử dụng trong một khoảng thời gian dài mà không hề hấn gì cả. Và mùa này thì phải thường xuyên dùng nên là ai mà dùng chưa quen nó sẽ đau và khó chịu cực kỳ luôn, và Trúc cũng đã bị rồi nên là bây giờ Trúc có cái dây này là Trúc rất là thích. Là Trúc muốn chia sẻ với mọi người khi mà cái đoạn dây này nó vừa với cái mặt Trúc thì không sao, nhưng mà có những cái khẩu trang mà cái dây nó dài á các bạn, dài á, nếu mà không có cái dây này á chúng ta cũng phải rút lại phải không tạ, tại vì nó dài quá, mình đeo vô nó rất là nó không có cái độ ôm gì cả và nó rất là lỏng khổng luôn nè. Nên là bắt buộc chúng ta phải rút lại, mà nếu mà chúng ta rút quá hoặc là rút mà nó lỏng á, thì nó sẽ không ôm, mà rút sâu quá thì nó sẽ là đau cái tay của ta nhiều. Nên là nhưng mà khi mà chúng ta đã có cái đoạn dây quay sách này kết hợp vô á thì chúng ta có rút sâu vô thì nó cũng sẽ làm ôm cái mặt của chúng ta hơn thôi và bảo vệ chúng ta hơn chứ không có bị đau tai nữa, và nó rất là tiện lợi luôn. Cái này Trúc ấy rất là sâu luôn nè, cái này là Trúc rút rất là sâu luôn nè. Đấy, và các bạn có thấy không? Nó không, cũng rất là dễ chịu luôn, không có sao cả. Đây, có cái dây này rất là tiện nha. Mọi người cũng có thể dễ dàng tìm thấy cái dây này để chúng ta sử dụng trong cái mùa này. Vì khẩu trang bây giờ nó cũng rất là hiếm. Những cái khẩu trang mà chất lượng tốt thì cũng bây giờ cũng khó tìm đó. Những cái khẩu trang nào mà không tốt thì mình cũng có thể cải thiện đó bằng cái dây này nha. Video của Trúc xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn và cả nhà đã ủng hộ Trúc trong khoảng thời gian trước tới giờ, và hẹn các bạn và cả nhà trong video kế tiếp nhé.